Em xin kính chào quý khách nhé. Ở đây em review chi tiết cho quý khách xem cái bộ nẹp bước chân trong ngoài vân carbon của xe Hyundai Accent, đời dùng cho chung cho đời từ 2018 đến 2021, 2022 luôn quý khách nhé. Bộ sản phẩm thì gồm có 8 chi tiết lớn nhỏ như thế này. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim quý khách nhé, hợp kim này, không han không gì quý khách nhé. Đó. Bề mặt thì có một cái trái một cái lớp vân carbon, nhìn rất là sang và đẹp. Đó. Ở trên cái nẹp này đều có chữ Accent, tên của dòng xe của mình. Đó. Ở đằng sau thì có băng dính 3M hai mặt như thế này. Đó. Quý khách mua về chỉ việc bắt băng keo và dán thôi. Rất là đơn giản, dễ dàng. Đó. Cái nào cũng có hết băng keo quý khách nhá. Đó. Ngoài ra khi mua hàng bên em có tặng kèm thêm băng keo để quý khách dán cho nó chắc chắn hơn. Đó. Địa chỉ bên em thì là 14 Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quý khách đặt hàng mua hàng là cứ liên hệ với bên em nhé. Bên em nhận ship hàng và giao hàng trên toàn quốc luôn. Hàng cực kỳ đẹp và vừa vặn luôn. Đó. Rồi, xin cảm ơn quý khách rất là nhiều nha.